Chào anh em nhá. Thì lúc nãy là ổ câu lục, bây giờ thì lửa đêm rồi, mình không chim chóc gì cả. Có việc nên là bây giờ mình mới trộn mồi. Thì bây giờ mình trộn mồi trước, mồi lăng xê trộn trước xong mình cho ngăn mát tủ lạnh thì sáng mai mình sẽ nắm mồi. Rồi, thì vẫn mấy cái nguyên liệu cơ bản thôi. Cái này là mồi của mình bán cho anh em nhá. Chép tàu, chuối, khoai hết. Làm như hướng dẫn mình hướng dẫn ở đây mấy anh em, mà đây là mình nhân số lượng nhá, mấy anh em mà mới lấy lăng xê của mình ấy, khi nhận được hàng thì nên xem cái video này này. Mấy anh em mới lấy lăng xê của mình lần đầu ấy mà mình gửi vẫn chưa nhận được ấy, mới gửi hôm nay hoặc là hôm qua hôm kia gì đấy. Mấy anh em mới lấy vi mấy mấy anh em mới lấy lăng xê gần đây này thì anh em nên xem cái video này. Đây là mình nhân đôi số lượng, còn anh em cứ chơi như thế thôi. 4 lạng khoai lang, 1 quả chuối tây, gói mồi của mình, gói chép tàu. Đây ngày mai mình câu, khả năng là câu nhiều nên là mình trộn nhiều. Còn dư đâu thì mình về mình cho vào ngăn đá. Ok, không vấn đề gì cả. Hôm sau đi câu tiếp. Không bị hư hại gì anh em nhé. Khi mà cho vào ngăn đá nhé. Mình bây giờ mình không nắm mồi luôn. Tại vì mình trộn xong, sáng mai mình mới nắm. Bởi vì khi mà trong quá trình mình trộn xong ấy, thì từ giờ đến sáng mai mồi nó sẽ nhão ra. Mình sẽ kiểm tra, sáng mai mình sẽ kiểm tra xem mà độ nhão nó như thế nào, để có lên nắm vào lăng xê hay không, hay là cho thêm nước. Mai mình sẽ tính sau cái chuyện đấy. Trộn mồi lăng xê thì gắt nhất là cái lúc bóp này thôi. Lúc bóp khoai, bóp chuối này rất chi là mệt, mỏi tay. Cần phải cực kỳ nhuyễn. Nên là mình gắt nhất là cái lúc bóp này. Muốn hiệu quả thì anh em phải bóp thật nhuyễn. Ít nhất là 10 phút cho mình. Càng bóp nhiều càng tốt. Khi mà anh em trộn tất cả nhuyễn hết rồi mà nó hòa vào thành có một màu không ấy, màu hồng hồng ấy, thì cực kỳ tốt. Lăng xê thì đợt này hẳn 1.000 bộ cơ, thì mình mới gửi được khoảng 200 bộ. Nên là lần này còn rất chi là nhiều, gửi dài dài cho anh em. Lăng xê của mình nó đắt là bởi vì cái thứ nhất là mình người đầu tiên ở Việt Nam bán cái này, bán cái bộ lăng xê này của mình làm ở trên mạng, chứ còn ở quán người ta bán đầy rồi. Nhưng mà khác cái nữa là cái mà anh em không thể lấy được, khó lấy thôi, không phải là không lấy được. Lưỡi câu mình nhập thẳng từ bên Nhật, một vị chỉ có 6 lưỡi thôi, giá thành nó khác, tiền nào của nấy thôi anh em ạ. Những em mà đã câu rồi thì biết. Mình tiện mình xin nói luôn nhé, các bạn câu cái bộ ví dụ lưỡi câu lục các thứ, các bạn câu thì buộc thì nổ là chuyện bình thường thôi, đôi khi cước vẫn còn xịn cũng bị nổ cơ. Cái dù câu lăng xê không phải là các bạn câu được vĩnh viễn đâu, làm gì có chuyện vĩnh viễn. Các bạn câu mà không mắc vào cây cối thì ok, không thì câu vĩnh viễn đấy, nhưng mà cũng chả được vĩnh viễn đâu, nói thật chả có gì là vĩnh viễn cả. Khi anh em mà câu cái bộ lăng xê của mình một thời gian này, anh em kiểm tra cái dây buộc vào cái khóa ấy, cái dây linh,
dây buộc lưỡi xem nó có bị xước hay không. Đó. Nếu mà cái dây nó bị xước, dây dù linh dù loại cước đây, nhưng mà nó anh em va chạm vào đá rồi mắc đọ mắc kia anh em gò có thể là nó sẽ bị xước chứ. Làm gì có chuyện không bị xước được. Thế còn đứt thì chắc chắn nó không đứt rồi. Đứt thì chỉ có cước của anh em đứt thôi. Bởi vì cái dù đấy nó là trong lượng 23 kg. Anh em chịu khó một thời gian trước khi đi câu ấy, câu được một thời gian thì chịu khó nhìn cái dây giúp mình. Không có nó lại nổ ra xong lại đổ lỗi mình thì mệt lắm anh em nhé. Còn một số anh em lấy bảo là buộc cho mình cái dây lăng xê to, dây linh đấy to hơn đấy, mình xin nói luôn, nhưng mà câu lăng xê các bạn không am hiểu lắm, đồ càng nhỏ thì càng tốt thế thôi. Mấy cả cái dây cước của các bạn thì cùng lắm 17 18 cân là căng, rồi cái này 20 mấy cân có nổ thì nổ dây cước của các bạn nên nổ sao được lăng xê. Nên là anh em thực ra thì mấy anh em không hiểu nói cho mình thông cảm thôi, nhưng mà tiện mình nói luôn để cho các bạn bữa sau đỡ thắc mắc và đỡ hỏi. Cái lăng xê của mình là 50.000 một bộ anh em nhé, nó đắt nhất Việt Nam luôn nhé, và nó chuẩn nhất Việt Nam luôn, không hề xoắn. Còn cái lăng xê của mình với cả cái mồi của mình mà đi mình chinh chiến thì thôi chắc là cũng đệ thứ mấy của thiên hạ đấy, không dám nói đệ nhất đâu. Ok, rất chi là thơm ngon bổ dưỡng rồi, nhưng mà bổ dưỡng với cá thôi nha, người không ăn được đâu. Đây là có chép tàu, còn khoai không ấy thì mới chuối không lúc nãy người ăn được. Đây, mình ngại nhất là cái công đoạn ngồi bóp 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 này, chán mỏi tay lắm anh em ạ. Mà nhất là hôm nào gặp phải cái khoai mà nó mà cứng cứng ấy thì thôi thì há mồm ngồi bóp. May hôm nay khoai nó còn hơi mềm một tí anh em ạ, nó không phải là thuộc dạng cứng quá nữa. Thỉnh thoảng mà anh em anh em mua khoai ấy, cái về gọt chỗ nào mà bị sâu ấy thì nhớ cắt bỏ luôn cái lúc chưa luộc đi nhá, cái đấy vứt đi nhá, không cho vào đây đâu. Mua khoai thì mình đi câu thì cái tiền hồ hết được bao nhiêu tiền rồi, cả trăm nghìn mấy trăm nghìn rồi. Khoai thì mua đâm ra là đừng tiếc tiền mà mua đồ, mua khoai xịn một chút. Nhưng mình đi mua khoai lang Nhật này, hiện tại nó giá nó 20.000 một cân. Có thời điểm Tết nó còn đắt lên đến 30.000, giá riêng nó đắt lên 30.000 cơ. Không biết là nơi các bạn khác thế nào, các bạn khác giá bao nhiêu, comment ở dưới giúp mình cái. Thì cái này nó không định mức giá rõ ràng anh em ạ. Mỗi nơi có thể là ở đây giá một nải có khi thì trung tâm Hà Nội cũng kéo nó phải đến 40.000 cơ. Xong là ra đến nơi khác thì nó lại rẻ, có khi ở quê thì 5-7.000 cũng lên. Đấy là chuyện bình thường, không gì cả. Đấy, ngay như hôm trước mình bảo bạn là phao câu lục ngày đêm đấy, mình ở đây mua 60.000. Có bạn bạn bảo trên bạn ấy bán toàn 100. Mà có thể là ở dưới này, ở đấy người ta nhập ở đây về, người ta đã nhập, ví dụ người ta nhập mất giá khoảng 60.000 rồi thì người ta về phải bán 100 hoặc là 70-80.000 là chuyện đương nhiên. Quan trọng là ví dụ người ta nhập được đắt thì người ta bán, người ta nhập được rẻ thì người ta bán cho các bạn rẻ, nhập đắt thì bán cho các bạn bạn đắt thế thôi, đơn giản. Mình cảm thấy gần ok rồi đấy. Như này đến sáng mai thì chắc chắn là vẫn sẽ khô. Mình sẽ chế thêm một ít nước nữa vào đây. Mình trộn sẵn anh em nhé. Đây, lấy thêm một ít nước.
Này khoảng tầm 2 chén nước. Cho đây cho nó ngấm đi. Sáng mai mình nghĩ này chắc ok rồi. Này sáng mai câu là ok. Anh em đoán thử thôi, bây giờ mình là quay video này là mấy giờ rồi? 12 rưỡi đêm rồi anh em ạ. Hôm nay bận quá, đi hôm qua vừa sinh nhật xong. Hôm nay lại đi sinh nhật. Lại video. Bận quá, sinh nhật vừa về xong thì mình trộn mồi. Sáng mai đi câu 12 rưỡi rồi, 12 rưỡi đêm rồi. 00 giờ 31 phút rồi. Ok, như vậy là xong anh em nhé. Cái này bây giờ chỉ cần cho túi bút ni lông, cho vào ngăn mát, ngày mai đi chiến đấu thế thôi. Vậy nếu mà để lâu ấy thì anh em phải cho ngăn lên ngăn đá nhé. Còn trộn ở đêm nay ngày mai đi câu thì anh em cho ngăn mát, ok, thoải mái. Rồi, chỗ này là rơi vào khoảng trên 2 kg mồi đấy. Không sao. Nếu như mà trường hợp xấu mà cá ăn ít, thừa mồi mình mang về thôi. Sau đó cho ngăn đá, hôm sau câu tiếp. Rồi. Giờ mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Thế thôi. Rồi đi rửa đồ đạc. Mình dừng cái video này ở đây. Mai khả năng là mai thì sáng mai mình sẽ úp video. Sau đấy thì mình đi câu. Rồi, tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở hồ nhá. Mai thì là ngày chủ nhật, là quên, chính ra là hôm nay rồi, hôm nay là chủ nhật thì sáng anh em cố gắng xem mình livestream nhá.